Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân huyện tiếp xúc cử tri các xã Thạch Lâm, Thạch Tượng, Thạch Quảng, Thạch Cẩm trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ số 4 và số 6 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp xúc cử tri thôn Phố Cát xã Thành Vân và thôn 4 xã Thành Tiến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, để chuẩn bị tốt các nội dung chương trình nghị sự tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 trong các ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2018, tổ số 1 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Thạch Thành gồm các ông bà, ông Phạm Trọng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, ông Nguyễn Quốc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thạch Lâm, bà Lê Thị Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Ban Kinh tế Hội đồng Nhân dân huyện, ông Bùi Đình Lương, trưởng trạm y tế xã Thạch Quảng, đã thực hiện các cuộc tiếp xúc với đại biểu cử tri tại các xã Thạch Tượng, Thạch Quảng, Thạch Lâm và Thạch Cẩm. Tại các buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã báo cáo với cử tri về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong 10 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Hội nghị đã nghe đại diện Ủy ban Nhân dân các xã báo cáo tóm tắt về thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện, xã về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2018 tại các địa phương. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cởi mở, các đại diện cho cử tri các xã Thạch Tượng, Thạch Quảng, Thạch Lâm và Thạch Cẩm đã phát biểu bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng trước những kết quả đạt được của huyện nhà trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 10 tháng đầu năm 2018. Đồng thời, đa số các cử tri đã kiến nghị với tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện một số nhóm vấn đề đang được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm như các chế độ phụ cấp cho bí thư, trưởng thôn sau khi sáp nhập thôn còn thấp, công tác xóa đói giảm nghèo chưa gắn với thực tế của nhân dân, vấn đề cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đến nay còn chậm, nhiều hộ vẫn chưa nhận được thẻ, đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm kịp thời để cho người dân sớm có thẻ để được tham gia khám chữa bệnh, đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa hệ thống thủy lợi, kênh mương nội đồng, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho bà con nông dân yên tâm sản xuất. Vấn đề đường giao thông liên thôn, liên xã, chất lượng xây dựng công trình còn kém do không giám sát chặt chẽ, việc lấn chiếm lòng lề đường, họp chợ, bán hàng quán vẫn diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều sai lệch, tiến độ chậm. Công tác vệ sinh môi trường như xả rác bừa bãi ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, nông thôn, nhất là những nơi tập trung đông dân cư, đề nghị các ngành chức năng sớm quy hoạch khu tập trung thu gom xử lý rác thải. Vấn đề đường điện 0,4 kV còn nhiều bất cập, đặc biệt là tại xã Thạch Lâm đến nay còn 20 hộ vẫn chưa có điện lưới sinh hoạt, đề nghị Điện lực Thạch Thành sớm quan tâm đầu tư đường hạ thế để nhân dân sớm được sử dụng điện. Tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu cử tri xã Thạch Tượng, Thạch Quảng, Thạch Lâm, Thạch Cẩm, đại diện lãnh đạo các xã đã phát biểu tiếp thu, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền. Tiếp đó, thay mặt tổ đại biểu số 1, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, ông Phạm Trọng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của nhân dân các xã, đồng thời tiếp thu, trao đổi và giải trình làm rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những đề xuất kiến nghị chính đáng thuộc thẩm quyền sẽ được thư ký của tổ tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng để sớm phản ánh kịp thời tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 sẽ diễn ra trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 11 năm 2018, tổ số 6 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện gồm các ông bà, ông Lê Văn Thiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng Công an huyện Thạch Thành, ông Vũ Đức Vĩnh, trưởng phòng nội vụ, ông Bùi Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Thành Tâm, bà Lê Thị Hường, khu phố Cát, thị trấn Vân Du đã tiếp xúc với đại biểu cử tri thôn Phố Cát xã Thành Vân. Tham dự cuộc tiếp xúc giữa các đại biểu với cử tri có đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện các phòng ngành chức năng của huyện. Thay mặt tổ đại biểu số 6 Hội đồng Nhân dân huyện, ông Bùi Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Thành Tâm đã thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20.
báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của huyện trong 10 tháng năm 2018, nêu rõ những kết quả đạt được và phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2018, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết những vấn đề kiến nghị tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Trong không khí thẳng thắn dân chủ, các đại biểu cử tri đã thống nhất cao với kết quả lãnh đạo chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của huyện trong 10 tháng năm 2018. Đồng thời, các cử tri đã đề xuất kiến nghị một số nhóm vấn đề đang được đông đảo nhân dân, cử tri quan tâm như vấn đề thực trạng ô nhiễm nguồn nước do nhà máy đường xả nước thải vẫn diễn ra, thực trạng dòng chảy tự nhiên của suối Phú Cát chảy ra sông Bưởi đi qua địa phận xã Thành Tân đang bị vùi lấp, cần được huyện chỉ đạo, khơi thông, nhất là vào mùa mưa lũ. Việc cấp giấy quyền sử dụng đất còn chậm, việc sai lệch tên vẫn diễn ra. Công tác văn hóa xã hội liên quan đến quy hoạch xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thành Vân và triển khai xây dựng khu văn hóa tâm linh đền Phố Cát còn chậm, chưa đúng quy mô. Sau khi nghe các ý kiến phản ánh của cử tri xã Thành Vân, đại diện lãnh đạo xã đã làm rõ thêm một số vấn đề liên quan được nhân dân phản ánh. Tiếp đó, thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, ông Lê Văn Thiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Thạch Thành đã chia sẻ với những khó khăn của người dân địa phương, đồng thời sẽ tiếp thu tổng hợp làm rõ một số ý kiến kiến nghị của cử tri vào kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện tới. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của nhân dân, cán bộ xã Thành Vân trong những năm qua. Đồng chí đã thay mặt Ủy ban Nhân dân huyện tiếp thu toàn bộ các ý kiến của cử tri và trực tiếp giải trình những vấn đề mà cử tri nêu thuộc thẩm quyền. Những ý kiến chưa được trả lời tại cuộc tiếp xúc này, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ nghiêm túc tiếp thu và chuyển đến các cơ quan liên quan để làm rõ và có văn bản trả lời tới các cử tri vào thời gian thích hợp. Cùng ngày, tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 gồm các ông bà, ông Lưu Đình Vương, Chi cục trưởng Chi cục thuế Thạch Thành, ông Nguyễn Văn Tư, Phó phòng Tài nguyên Môi trường, bà Vũ Thị Dậu, Bí thư Đảng ủy xã Thành Kim đã tiếp xúc cử tri thôn 4 xã Thành Tiến. Tại buổi tiếp xúc, trước khi lắng nghe tiếp thu các đề xuất kiến nghị của đại biểu cử tri, thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, ông Nguyễn Văn Tư, Phó phòng Tài nguyên Môi trường huyện đã báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện trong 10 tháng năm 2018, nhiệm vụ những tháng cuối năm, báo cáo kết quả, trả lời ý kiến, kiến nghị và thông báo nội dung, thời gian diễn ra kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu cử tri đã phát biểu ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các nhóm vấn đề như vấn đề thực trạng, vệ sinh môi trường ở nông thôn hiện nay cần phải quy hoạch bãi rác, thải phù hợp, một số chính sách ưu đãi đối với người có công còn chậm, chế độ phụ cấp cho cán bộ chuyên trách, cán bộ thôn còn thấp. Huyện tiếp tục đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho nhân dân vùng thường xuyên bị ngập lũ thuộc xã Thành Tiến. Tại các hội nghị tiếp xúc, sau khi nghe ý kiến phát biểu của cử tri, đại diện lãnh đạo các xã và đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã phát biểu trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu những đề xuất kiến nghị chính đáng của cử tri, sớm chuyển đến các cơ quan chức năng để giải quyết. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Ngọc Trạo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 22 tháng 11, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng đại diện các phòng, ban chức năng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Ngọc Trạo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương trong 10 tháng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018 và cả năm 2019. Trước đó, khi nghe xã báo cáo, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng đại diện các phòng ban ngành chức năng của huyện đã trực tiếp kiểm tra một số hạng mục công trình hồ đập, trường học đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế dân sinh của xã như tình trạng ngập úng cục bộ tại thôn Ngọc Thanh mỗi khi mùa mưa đến. Nhiều năm qua, nhân dân rất mong được đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu úng cho gần 100 hộ dân và hàng chục hecta lúa mùa, diện tích ao nuôi trồng thủy sản.
kiểm tra hai hồ đập nhỏ trên địa bàn xã đã xuống cấp nhiều năm nay nhưng chưa được đầu tư sửa chữa, đó là hồ Eo Cuội và hồ Đồi Dốc. Nếu được đầu tư sửa chữa hai công trình này sẽ đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân ba thôn Ngọc Trạo, Ngọc Long, Thiểm Niêm và đảm bảo nước tưới cho hơn 40 hecta lúa. Kiểm tra thực trạng xuống cấp của trường trung học cơ sở Ngọc Trạo, do thời gian xây dựng đã lâu, nhiều điểm trần nhà, dầm đỡ ở tầng 2 đã bị sụt lún, bong chóc, có nguy cơ sập trần bất cứ lúc nào, buộc nhà trường phải dừng dạy và học và chuyển xuống các phòng chức năng ở tầng 1 để tiếp tục duy trì dạy học. Tiếp đó, các đồng chí trong đoàn công tác của huyện đã về làm việc với lãnh đạo chủ chốt của xã Ngọc Trạo. Được biết, trong 10 tháng qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi, chịu nhiều thiên tai lũ lụt cục bộ, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và những nỗ lực cố gắng của nhân dân trong xã, kinh tế của địa phương tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, nhiều mô hình phát triển kinh tế vườn đồi rừng kết hợp phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng trang trại, gia trại đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34,2 triệu đồng trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,3%, xã đạt 13 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và có một thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng đảm bảo, các tai tệ nạn xã hội được ngăn chặn đẩy lùi. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Ngọc Trạo, đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lưu ý một số vấn đề cần được quan tâm, cần được triển khai chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trong thời gian tới. Xã Ngọc Trạo tiếp tục xác định rõ những tiềm năng thế mạnh về đất đai, quan tâm vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán cây rừng theo hướng hàng hóa sạch, tạo được chuỗi giá trị trong phát triển chăn nuôi, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên vật liệu xây dựng, đất phụ gia, tuyên truyền vận động, khuyến khích các tổ chức cá nhân mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển doanh nghiệp gắn với lợi thế của địa phương. Cấp ủy chính quyền xã, thôn tiếp tục chăm lo phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, quan tâm bồi dưỡng đào tạo nguồn cán bộ, nguồn kế cận. Trước mắt, từ nay đến cuối năm, xã Ngọc Trạo phải tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, tệ nạn tín dụng đen, trật tự an toàn giao thông, nhất là vùng giáp danh với xã bạn, huyện bạn, không để các vụ việc xảy ra bất ngờ. Một số vấn đề cử tri và nhân dân trong xã đề xuất kiến nghị đã được đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các thành viên trong đoàn công tác tiếp thu và quan tâm. Trước mắt, một số công trình trọng điểm sẽ được đầu tư vào cuối năm 2018 và trong năm 2019 như công trình nâng cấp hồ đập Eo Cuội trị giá hơn 5 tỷ đồng, công trình xây dựng trạm bơm tiêu úng Ngọc Thanh trị giá hơn 9 tỷ đồng, công trình xây dựng nhà văn hóa đa năng trị giá hơn 4 tỷ đồng và một số công trình giao thông liên thôn sẽ được đầu tư thông qua nguồn vốn đối ứng vật tư theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tin tưởng phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương chiến khu cách mạng trong thời gian không xa, cùng với những quan tâm của Đảng, nhà nước và của tỉnh, của huyện, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân các dân tộc xã Ngọc Trạo sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi mới, góp phần xây dựng vùng chiến khu xưa sớm trở thành địa phương đạt chuẩn 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Ngân hàng VB Bank chi nhánh Bỉm Sơn xin thông báo, hiện nay lượng khách hàng vay vốn trong huyện Thạch Thành đang có xu hướng tăng mạnh trong dịp cuối năm, đáp ứng nhu cầu vốn cấp thiết cho các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, với ưu thế không cần tài sản đảm bảo. Đặc biệt, hiện tại ngân hàng liên tục hỗ trợ các hộ tiểu thương, kinh doanh tại nhà, quầy buôn bán các chợ, kiosk bán hàng. Chỉ yêu cầu cơ sở kinh doanh đang hoạt động từ 1 năm trở lên, số tiền hỗ trợ cho vay lên đến 300 triệu đồng. Thủ tục xét duyệt hồ sơ nhanh gọn, cán bộ tín dụng trực tiếp làm hồ sơ tại nhà và không mất bất cứ khoản lệ phí làm hồ sơ nào. Thời gian xét duyệt hồ sơ nhanh gọn từ 24 đến 72 giờ, quý khách hàng sẽ nhận được tiền, đảm bảo an toàn tuyệt đối về bảo mật thông tin của khách hàng. Mọi thông tin liên hệ, cán bộ tín dụng ngân hàng VB Bank chi nhánh Bỉm Sơn Trịnh Việt Anh, số điện thoại 0961004866. Địa chỉ số nhà 781, khu phố Vân Long, thị trấn Vân Du, Thạch Thành, Thanh Hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.